Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hoàng Tuấn ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, trong giao tiếp, sinh hoạt, cuộc sống đôi khi mình muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện nào đó cho vui, bớt căng thẳng. Nhưng trong khi kể, lo không nhớ hết các tình tiết, từ ngữ một cách chính xác nên mình thuật lại theo văn nói của mình. Vậy, con có phạm tới nói dối không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi nào mình cố tình nói dối thì nó mới phạm nói dối. Còn mình nói sai cái ngôn ngữ đi nhưng mà cái nội dung, cái ý nghĩa nó vẫn đúng thì vẫn không phạm nói dối. Nhưng một cái người mình nói lại một cái câu chuyện thì không bao giờ nó chuẩn chỉ từng cái lời văn, từng câu văn được. Mình chỉ có cầm sách lên mình đọc thì nó mới chuẩn chỉ được. Còn nếu mình đã nói lại là mình dùng cái ngôn ngữ hiện tại, ngôn ngữ riêng của mình rồi thì nó sẽ có thêm, có bớt. Nó sẽ có đúng, có thể nó sẽ có cái sự di chuyển đi một tí, nhưng cái ý nghĩa, cái nội dung cốt yếu của cái câu chuyện đó nó không bị đi ngược lại thì được. Thì khi mình cố tình xuyên tạc thêm, bớt, thêu dệt đi theo ý của mình thì lúc đấy mình mới phạm nói dối. Còn mình đang kể chuyện với cái tâm là mình muốn đem lại cái lợi ích cho người thì không phạm nói dối.